chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Thì sáng ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi qua nhà bố mẹ chồng mình để ăn một cái bữa tiệc Thanksgiving. Thì năm nào cũng phải hết, mẹ sẽ nấu và mọi người đều tụ tập về nhà mẹ để ăn cái bữa tiệc cho ngày Thanksgiving. Thì thường á, một năm là Mỹ nó có cái ngày này là cái ngày gọi là cái ngày lễ tạ ơn đó mọi người. Đó thì mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi thì bây giờ tụi mình chỉ qua ăn thôi. Đó thì bây giờ hãy theo chân vợ chồng mình đi nha mọi người. Let's go. Mình có một springboard này rất là to ở đây. Trong springboard này nó có súp xịt nè, có cái đậu bắp, có con cà lốt, có xà đẹp, có tôm. Cái nồi súp rất là ngon nha mọi người. Đây là miếng thịt bò này mọi người, mẹ chồng mình đã nướng xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha mọi người, mình sẽ cắt thành miếng mỏng thôi. Mẹ chồng mình đã chuẩn bị xong một cái bàn tiệc cho ngày lễ rồi mọi người. Nó gồm có bữa tiệc ngày hôm nay có khoai tây, khoai tây tán, có nước sốt để ăn kèm với lại cái món khoai tây nữa mà. Có nước sốt để ăn kèm với lại cái món khoai tây nữa nha mọi người. Con gà nữa mọi người, một con gà rất khi con gà tây thì để ăn kèm với gà tây thì mình có làm khoai tây nữa mọi người. Hôm nay nhà mình có uống rượu đỏ nha mọi người, một cái ly, một cái bơ chai rượu đỏ. Đó, có những cái gia vị ăn kèm với lại gà này, mẹ có làm là cà rốt, có nấm đó mọi người. Đây có bông cải xanh, có khoai tây chiên, và đặc biệt hôm nay là mẹ có nướng một cái cột thịt bò này rất là ngon nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ review cái súp Jumbo mẹ chồng mình nấu nha mọi người. Đây nè mọi người ơi, hôm nay mình sẽ không có quay mặt mình. Lý do là nhà mình không có muốn lên video. Nên hôm nay mình review cái món súp này nè mọi người. Thì trong cái súp Jumbo này á, mẹ chồng mình nấu á, là có cái đậu bắp nè mọi người. Có đậu bắp nè, có súp xịt nè, có con carrot, con sò đẹp á mọi người. Và có tôm nữa nha mọi người. Đó, cái vị của cái nước súp bây giờ mình sẽ thử một tí xíu cái nước súp nha. Wow, ngọt quá mọi người ơi. Súp Jumbo, cái món này chỉ có ngày lễ thì bắt đầu nhà mình mới nấu thôi, một năm chỉ nấu có một lần. Vào cái dịp lễ tạ ơn á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ăn qua cái món bò. Đây, bò mẹ mình đã nướng xong. Ăn kèm cái món bò này có cái nước sốt nè mọi người. Cái nước sốt của cái thịt bò mà mẹ nướng nó có ra cái nước sốt đó nè. Rồi còn có khoai tây nữa nè mọi người. Khoai tây tán. Có cái nước sốt để làm cái khoai tây tán luôn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng khoai tây nha mọi người. Đây, khoai tây. Có mùi bơ nè mọi người, trong cái khoai tây mẹ làm nó có cái mùi bơ nha mọi người. Rất là béo, có sữa, có bơ, rất là béo nha mọi người. Đây, mình sẽ thử một cái miếng thịt bò. Mẹ nướng cái miếng thịt bò này là medium. Rất là ngon, rất là mềm và rất là juicy. Đây nè mọi người, đó miếng thịt bò mẹ nướng nè, rất là ngon. Hmm.
ngon lắm mọi người ơi, cái nước sốt mẹ làm cũng ngon nữa. Mọi người thấy miếng thịt bò không? Rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn qua cái nấm nha mọi người. Đây, nấm mình mẹ mẹ xào với lại mẹ xào với tỏi, bột tỏi với lại tiêu, tí xíu muối. Nấm ngọt lắm mọi người ơi. Mình đến khoai lang nha mọi người. Đây miếng khoai lang mọi người. Khoai lang rất là ngọt mọi người ơi. Đây là bông cải xanh nè. Mình sẽ ăn chè Thái nha mọi người. Đây mình đã làm xong 6 ly chè Thái đặc biệt. Đây là mọi người, chè Thái của mình đây. Món chè Thái là một cái món mình rất là yêu thích. Trong đây có mít, có dừa nước, có nhãn, có hạt lựu, có sầu riêng, có thạch lá dứa. Tất cả mọi thứ mình mix trong đây thành một ly chè Thái. Ok, mời cả nhà ăn chè Thái với mình nha. Đây mọi người, ly chè Thái. Đây cả nhà mình đang ăn chè Thái nha mọi người. Ly chè Thái của mình. Rồi vợ chồng mình đang trên xe để đi về nhà nè mọi người ơi. Đó thì ở nhà mẹ chơi nguyên ngày hôm nay đó mọi người. Cali thì hôm nay mưa nguyên ngày luôn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang rất là lạnh, có 9 độ C thôi mọi người. Và bây giờ hiện tại là 9 giờ tối bên đây rồi. Chơi và ăn uống ở nhà mẹ nguyên một ngày hôm nay rất là vui mọi người ơi. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video clip của vợ chồng mình. Nếu mọi người yêu thích thì hãy đăng ký, share, like, ủng hộ channel cho vợ chồng mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video kế tiếp. Bye bye, bye, bye.